Xin chào các bác và các anh các chị đã quay trở lại với kênh Sổ Đỏ Bãi Minh Chín. Hôm nay em lại tiếp tục review đến các bác và các anh các chị một chiếc xe đua tay khoằm được mang thương hiệu là Lipert đến từ Đức các bác nhé. Lipert, thương hiệu là Lipert đến từ Đức, và xe này có size đứng là 53 và size ngang là 52 các bác nhé. Đấy, và con xe này cũng có nhiều led rất là đặc biệt. Con này có nhiều led rất là đặc biệt đấy các bạn, và mà xe rất là còn đẹp, rất độc đáo, rất là độc đáo. Xe được mang thương hiệu Lipert đến từ Đức. Con này nó là khung nhôm các bác nhé. Còn là khung nhôm càng carbon và đùi đĩa cũng là carbon các bạn. Đấy, nhôm này là nhôm không nhôm là nhôm mạ. Đấy, nhôm này là trần tần nhôm thôi, xong người ta mạ lên một cái lớp bóng trông rất là đẹp mà không có bị chảy xước, không bị gì hết các bạn. Đấy, rất đẹp đấy, và em sẽ đi vào chi tiết con xe này ngay bây giờ. Đấy, em sẽ quay qua phần khung cho các bác xem, rất là còn đẹp. Đấy, khá đẹp đấy các bạn. Đấy, nói chung con này là đồ nhôm của nó thì rất là sáng, từ cọc yên đến khóa nhanh của yên, khóa yên đều rất là đẹp. Đây là thương hiệu của xe các bác nhé, thương hiệu này đến từ Đức. Đấy, sẽ quay qua một phần, đây là phần trên tem của xe đây. Cái này như kiểu bằng đồng cái gì đấy các bạn, nó là bằng đồng, thương hiệu xe bằng đồng cái gì đấy. Đấy, con này vẫn là khung nhôm nữa nhé, khung nhôm càng carbon, cùi đĩa carbon các bác nhé. Đấy, ghi đông nhôm, mạ rất là sáng, vô tăng nhôm. Đấy, các bác này. Đấy, yên thì khá còn lành, cọc yên là cọc yên nhôm. Đấy, phanh sau là phanh Shimano Tiaga 3 mảnh rất là còn đẹp. Đấy, đôi lốp này còn khá, cũng còn khá đẹp đấy các bác. Lốp bãi như này còn khá đẹp. Men chân lin, thương hiệu men chân lin, nốt là men chân lin, và vành là vành nhôm các bác nhé. Đấy, đũa là đũa inox, mà con này xem là chạy mấy bao nhiêu lít này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tôi đếm ngoài là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lít các bác nhé, 10 lít. Đấy, và con này với cặp vành là cặp vành Azay Kinzaban các bác. Đấy, con này khá đẹp đấy, nói chung con này là khá là đẹp, vành cũng đẹp, và chạy với bộ đề sau là Shimano 105 các bác nhé, Shimano 105 xích hẳn theo xe. Đấy, xích cái này Aiva Via Dovia, xích via gạt đầy trước 105, và đùi đĩa của xe là bằng đùi là đùi carbon các bác nhé, đĩa là hợp kim nhôm rồi, đùi là đùi carbon FSA. Đấy, đùi carbon này rất đẹp, nhẹ lắm đấy các bạn. Đấy, và em sẽ quay về phần trước của xe. Cánh trước Tiaga, đây là thương hiệu của xe các bạn, thương hiệu rất là rõ rệt, đồng cái gì đấy. Đấy, càng là càng carbon các bác nhé. Đấy, còn khá đẹp, còn vành trước cũng như vành sau, và Mayer là Tiaga, Shimano Tiaga, cái này đến từ Malaysia các bác nhé. Đấy, Mayer đến từ Malaysia, còn vành là vành Azay Nhật. Đấy, lúc trước lúc sau giống nhau. Đấy, Mayer trước Mayer sau cũng như nhau, Malaysia Shimano Tiaga các bác nhé.
con này khá là, nhưng nói về đồ con này là quá chất đấy, chất đồ xe đẹp, khung đẹp. Em quay qua về phần mặt trái của xe, đây là thương hiệu của xe. Khá là còn đẹp. Đùi đĩa FATA thôi nhé. Đấy, đùi đĩa FATA. Đây là phần trái của xe, quá nhanh bằng nhôm. Đấy. Và con này để tay nắp trên u tẹt ga. Đấy, tay nắp bằng u tẹt ga. Các bác nhé. Đấy, u tẹt ga. Shimano u tẹt ga. Tay nắp là bằng u tẹt ga. Và tổng thể xe thì là còn khá là mới, khá là đẹp đấy các bạn. Đấy. Em sẽ nói về tổng thể xe qua một lần nữa. Con xe này là khung nhôm các bạn nhé, nhôm là nhôm mạ. Đấy. Có xe đứng 53, xe ngang là 52. Đấy. Vành nhôm đũa lốc, vành là thương hiệu Azay của Nhật Bản, chạy với 10 nít, đời sau là một Shimano 105. Đùi đĩa là bằng carbon, đùi carbon các bác nhé. Đấy, càng carbon. Đấy, tất cả là còn rất là đẹp, xe rất là còn đẹp. Đấy, Mayer Tiaga, Shimano Tiaga đến từ Malaysia. Đấy, ghi đông nhôm rất là trông rất là ấy, cọc yên nhôm, tổng thể xe rất là hài hòa. Đấy. Các bác xem tham khảo, và ai có nhu cầu thì xin hãy liên hệ qua số điện thoại nào 0915096215. Và bên chợ chúng em là số máy dùng Zalo các bác nhé. Các bác hãy vào kết nối, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết con xe này cho. Đấy. Và các bác xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông đấy, để nhận thông báo hàng ngày em đăng lên những con xe mới. Con xe này khá là còn đẹp. Đấy, em sẽ quay qua lại một lần nữa. Khá đẹp đấy các bạn. Và em xin dừng video tại đây. Em cảm ơn các bác và các anh các chị đã quan tâm theo dõi.